nghe vậy đế binh ngọc như ý ong động một tiếng đi thẳng tới nhiễm huyết đế kiếm như một đứa trẻ hoạt bát vòng quanh nhiễm huyết đế kiếm giống như dùng ngôn ngữ độc quyền của đế khí cùng nó nói chuyện phiếm đừng nói thật đúng là có tác dụng nhiễm huyết đế kiếm ong ong cũng là vòng quanh đế binh ngọc như ý đi tới đi lui vòng vo tán gẫu rất vui vẻ tán gẫu, liền chạy tới đây hai kiếm phá tự giác một trước một sau chui vào diệp thần hỗn độn tiểu giới muốn tìm một chỗ hảo hảo lạch cạch ra thường đồng hương gặp đồng hương nước mắt lương tròng thấy vậy hiên viên kiếm cũng không biết xấu hổ đi vào nhiễm huyết đế kiếm rời đi phiến biển mây màu đỏ này cũng dần dần trở nên mỏng manh ở trong lượn lờ từng luồng từng luồng tiêu tán cuối cùng lộ ra hắc động thuần túy diệp thần ánh mắt rạng rỡ bên trong nhìn hỗn độn tiểu giới hai tôn đế khí một tôn ngọc như ý một tôn đế kiếm một cái hoàn chỉnh vô khuyết một cái tàn phá cổ xưa thật liền đặt ở chỗ này ông run bảo bối Diệp thần nở nụ cười, cười tạc vui vẻ. Đế binh tàn phá cũng là đế binh, còn có đế huyết trên đó. Tại một thời điểm cụ thể, máu đế quốc bá đạo hơn đế khí. Chuyến đi lần này, quả thực tạo hóa nghịch thiên, cũng không ổn công hắn cùng đế đạo tà linh tranh chiến. Vì thế, còn không tiếc vận dụng đại nhật như lai tịnh thế chú, lại một lần nữa cùng Phật, kết nhân quả. Hắn này vui vẻ, ngoại giới tinh không cũng náo nhiệt. Tu sĩ đi ngang qua, lại tụ lại không ít, đều dương óc nhìn qua lão phu bấm ngón tay tính toán sẽ có bảo vật xuất thế một lão đầu mập mạp nhầy dâu ý vị thâm trường lại giả làm lão thần côn lừa gạt một đám hậu bối dứt lời hắn liền nằm sấp ở đó chuẩn xác mà nói là bị bảo vật hắn nói nện sấp cái gọi là bảo vật là một người một tôn thánh thể hoang cổ nhảy nhót trốn ra khỏi hắc động có lẽ là quá hưng phấn chưa từng nhìn đường mới vừa mới đi ra liền cho người ta dẫm lên đó thánh thể thế nhân thấy đa số là sửng sốt. Sớm, Diệp Thần cười xơ tay. Tiểu hữu, có thể rời chân ra được không? Lão giả mập mạp bị dẫm đạp dưới chân, hụ lão huyết nói, thánh thể một cước, cũng không phải là đùa giỡn, một cước đi tới, trực tiếp dẫm ra nội thương. Diệp Thần cúi đầu, cười gượng một tiếng, lúc này rời đi. Lão giả mập che giả đứng dậy, còn đang ho máu, nói nhảm quá nhiều, đây là bị báo ứng sao. Tiền bối thật sự là già nuôi ích tráng, Diệp thần vỗ vỗ lão già mập mạp, một lão già đại thánh cảnh, bị hắn một cước, lại còn có thể đứng lên, thật sự là một kỳ tích. Lão đầu mập mạp chưa nói gì, lại là một ngụm máu tươi phun ra, đều là bị diệp thần chụp, lực đạo lại trọng điểm, có thể cho hắn đục phủ ngũ tạng đánh ra. Diệp thần ho khan, xoay người không có bóng dáng, liền đáng thương lão già mập mạp kia, đứng ở trong đám người, quả thực chói mắt, vốn là chạy tới thăm thiên kiếp. Thế nhưng, đến lúc thiên kiếp đã tan, kinh nghe hắc động ầm ầm, liền giả trang thần côn một lần, được rồi, suýt chút nữa bị dẫm chết. Ánh mắt thế nhân, là ý vị thâm trường, liền nhìn không quen lão thần côn bây giờ, luôn lửa gạt hậu bối, lần này, bị báo ứng đi. Bên kia, diệp thần một đường đạp không mà đi, một đường đều ở nội thị hỗn độn tiểu giới. Trong lúc đó, hỗn độn đỉnh của hắn có chút bất an, luôn muốn tiến lên nói chuyện phiếm, nhưng vô luận là ngọc như ý hay nhiễm huyết đế kiếm, đều không để ý tới nó, nhưng da mặt nó dày, luôn ra chết dựa vào nhau, xem ra, còn muốn nuốt trần nhiễm huyết đế kiếm đối với việc này đế binh ngọc như ý rất cường thế đem tên kia mời ra nhiễm huyết đế kiếm không biết hỗn độn đình nó chính là môn nhi thanh cấp bậc không cao tâm lại rất lớn đế khí cũng dám suy nghĩ nuốt thành thật một chút diệp thần mắng đem hỗn độn đình nhét vào thần hải còn muốn thôn đế khí người sao lại ưu tú như vậy rất nhanh hỗn độn đình lại ra khỏi thần hải bị hiên viên kiếm đưa ra ngoài lần này miệng này thành thật quyền chuyển chạy vào đan hải, thật sự là một hài tử xui xẻo, không ai muốn gặp nó. A, à, đang đi, Diệp Thần khẽ một tiếng, ánh mắt theo đó sáng lên, nhưng thấy phía trước tinh không, có một nữ tử nhẹ nhàng đứng, toàn thân quanh quẩn tiên hà, tiên nhan tuyệt thế, đẹp đến làm cho người ta hít thở không thông, không nhiễm khói lở nhân gian, không chẳng phàm thế trần ai, như mộng như ảo. Nàng, không phải chính là Tử Huyên sao? Đứng ở tinh không, giống như đang chờ người, chờ ai đây? tất nhiên là đang chờ diệp đại thiếu gia tựa như biết diệp thần sẽ từ ngay về sau đi ngang qua diệp thần một bước bước tới nhìn một chút tử huyên lại nhìn bốn phương vẫn chưa thấy đế hoang khẩu nhuộm huyết đế kiếm kia còn tốt sao tử huyên cười nhìn diệp thần cái gì nhiễm huyết đế kiếm diệp thần ra vẻ nghi hoặc giả ngu đều giả bộ nhập mộc ba phần đối với tử huyên biết nhiễm huyết đế kiếm cũng không ngoài ý muốn đế hoang nếu biết tử huyên kia liền biết hắn sợ chính là các nương này đem đế kiếm của hắn quẹo đi còn chưa che nóng hắn giả vờ ngốc quả thực chọc cười tử huyên ánh mắt có chút ghét bỏ giống như đang nói không cần ngươi kiếm xem cho ngươi dọa nếu thánh quân muốn còn đến phiên ngươi diệp thần cười ha hả vội vàng truyền đề tài tiền bối không tới đã thần du thái hư cần rất nhiều năm tháng tử huyên chậm rãi nói lý do này thoạt nghe thật đúng là không có tật xấu gì diệp thần xách ra bầu rượu tự biết tử huyên đang lừa hắn nói giỡn liên ngươi đạo hành này còn lừa gạt ta tử huyên chưa nói chỉ khẽ phất tay cho diệp thần một túi đựng đồ trong túi đựng đồ có thể giải thích bảo bối ba đạo chân hỏa một loại tài liệu luyện chế hoàn hồn đan làm thế nào điều này không biết xấu hổ diệp thần tùy ý ném bầu rượu ngoài miệng mặc dù nói như vậy trên tay lại không nhàn rỗi vội vàng tiếp nhận nhanh nhẹ nhét vào hỗn độ tiểu giới còn có cái gì là ngươi ngại quá tử huyên liếc mắt một cái xoay người rời đi chiếu vội diệp thần nhanh chóng đi hai bước đuổi theo hỏi lúc trước quan tài thiên kiếp đã từng nghe nói thần quan thiên kiếp hiện đế đạo tranh hùng khởi hành tử huyên nói nhỏ lưu lại tám chữ này liền biến mất không tìm được tung tích thần quan thiên kiếp hiện đế đạo tranh hùng khởi hành diệp thần lẩm bẩm tự nói hơi nhíu mày tất nhiên không phải kẻ ngốc tự có thể nghe ra thiên kiếp quan tài, chính là một loại dấu hiệu, đế đạo tranh hùng. Chưa từng suy nghĩ quá nhiều, hắn tới vực môn. Khi trở lại đình ngọc nữ, lại là một đêm yên tĩnh. Mắt thấy hồng nhan ngồi ngần người dưới tàng cây cổ thụ, diệp đại thiếu gia tê dại đi qua, đi đường đều mang theo cuồng phong, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, hình dung chính là hắn giờ phút này. Muốn nói gì với ta, diệp thần ngồi xuống, cười nhìn hồng nhan. Đã muộn, đã không còn hứng thú nói hồng nhan đạm nói người không lớn tâm tình không nhỏ diệp thần không cho là đúng thật cẩn thận từ hỗn độn tiểu giới lấy ra thanh đế kiếm nhiễm máu kia nó đã thu đi đế uy trên đó nhuộm đế huyết cũng dung nhập vào trong kiếm tiềm tàng một cỗ lực lượng đáng sợ xích tiêu hồng nhan bỗng dưng nói một câu thần sắc kinh ngạc nghe vậy diệp thần nhướng mày rất hiển nhiên hồng nhan nhận ra nhiễm huyết đế kiếm này hơn nữa còn biết tên của nó chẳng qua tên nhiễm huyết đế kiếm này sao lại quen tai như vậy ừm cùng tên với xích tiêu kiếm của hắn nhưng cấp bậc này chính là một ngày một đất u uh, u uh, nhiễm huyết đế kiếm ong ong dường như cũng nhận ra hồng nhan đế kiếm của hắn có tình cảm vậy nó rung động đại biểu cho nghi hoặc tưởng nhớ còn mang theo một tia oán hận khó nén thanh kiếm này người lấy từ đâu hồng nhan nghiêng người nhìn diệp thần người đâu lai lịch lại như thế nào Diệp thần đối với nhiễm huyết đế kiếm hào một hơi, sau đó, còn không quên dùng ống tay áo lau chùi, đối với vấn đề hồng nhan, tất nhiên sẽ không dễ dàng trả lời, hắn cũng là người có cảm xúc, hỏi người cái gì cũng không nói, hỏi ta dựa vào cái gì nói. Hồng nhan hít sâu một hơi, khuôn mặt đỏ nhắn có chút đen, không phải thổi, nếu nàng có tu vi, tất sẽ đem vị trước mặt này, bạo trùy dừng một chút, có đề khí bảo hộ cũng không tiện sử dụng. Thiên hoang địa lão, bên kia hoa nở, nơi tốt, Diệp thần còn đang lau, lẩm bẩm những lời này, tất nhiên là nói cho Hồng Nhan nghe, chắc chắn nàng đối với những lời này cảm thấy hứng thú. Đừng nói, Hồng Nhan thật sự cảm thấy hứng thú, trên khuôn mặt nhỏ nhắn màu đen, đôi mắt xinh đẹp linh triệt, nhìn chăm chăm Diệp thần. Ngươi biết là ở đâu? Ngươi ở đâu? Lai lịch là gì? Diệp thần lại hỏi ngược lại, vẫn là cùng một vấn đề, chính là không nói, nói cũng được, điều kiện tiên quyết là, hắn trước cạnh ra chút hữu dụng bí mật. Thật sao? Lời này vừa nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồng Nhan lại đen, so với lúc trước còn đen hơn, luôn cảm thấy Diệp Thần đang trêu nàng, à không đúng, chính là đang trâu chọc nàng, thời khắc nào cũng đang lừa gạt. Nàng vẫn đi, nghẹn một bụng lửa. Dưới ánh trăng, Diệp Đại thiếu gia cũng là một thân nội thương, đã không biết lần thứ mấy hỏi Hồng Nhan bí tân, nhưng các nương kia một chữ không đề cập tới, bị hoang mang lung mộ, cảm giác quả thực không sao. U, uh, u, uh. nhiễm huyết đế kiếm còn đang run rẩy, bởi vì Hồng Nhan mà run, đại biểu ngụ ý, có thể nói là ngũ vị tạp đàm. Diệp thần còn đang tiếp tục lao, càng nhìn càng yêu thích, nghi hoặc tự sẽ có, thí dụ như nhiễm huyết đế kiếm, vì không gian hắc động, lại thí dụ là ai chặt đứt tôn đế khí này. Trung quy, hắn vẫn nhịn không được tò mò, chỉ điểm lên nhiễm huyết đế kiếm, thì triển chu thiên diễn hóa, muốn truy tìm nguồn gốc, hy vọng biểu diễn hình ảnh cổ xưa kia. Đáng tiếc, đạo hạnh của hắn có hạn, nhìn thấy đều hỗn độn hỗn độn, chỉ ngẫu nhiên một hai cái chớp mắt, có thể nhìn thấy một bộ hình ảnh mơ hồ, đó là một hồi hỗn chiến, đầy trời thần ma, chiến đấu cực kỳ thảm thiết, thời đại cổ xưa trời là huyết sắc, thi cốt thành núi, máu chảy thành sông. Cho đến khi hắn học máu, mới kéo chu thiên tiến hóa, không dám tự suy diễn nữa, đế khí cán trả, vẫn là rất bá đạo, nhìn bí mật càng nhiều, cán trả liền càng mạnh, chuẩn đế cấp thánh thể, cũng không chịu nổi lực lượng như vậy. Đêm khuya, hắn mới đứng dậy, các khuê phòng đều nhìn một lần, sau đó đi linh đan các. Hơn nửa đêm, Từ Phúc ngược lại chuyên nghiệp, chưa từng nghỉ ngơi, còn đang luyện đan, luyện vẫn là một văn đan, chẳng qua ngộ đan tâm cảnh, lại có lột xác, lúc trước mười khỏa một văn đan, cũng chỉ có một hai khỏa có thể dẫn tới đan lôi, lần này đã tăng lên bốn năm khỏa. Tề Nguyệt cùng Bác Thánh vẫn còn, hai cô nương cũng không buồn ngủ, một bên một cái, đều nâng cầm, nhàm chán đến mức không biết đang suy nghĩ thay gì, cũng biết Diệp Thần hạ xuống, đôi mắt đẹp ảm đạm, mới có thêm một tên thần quang. Ai thắng? Từ Phúc ung dung hỏi. Biết rõ cố vấn, Diệp Thần tùy ý quay lại, phất tay lấy lò luyện đan, tự biết Từ Phúc hỏi cái gì, là Long Ngũ cùng Nam Vĩnh Hằng thể đại chiến, vậy căn bản là không thể so sánh, nếu Long nhất, Long Ngũ cùng Long gia hợp thể, còn có một phần phần thắng, bằng Long Ngũ chính mình, chỉ có phần vị ngược đãi. Hô, Từ Phúc thở dài một tiếng, cũng không biết đang than thở vì Đông Phương Ngọc Linh, hay là đang vì Long Ngũ thán, giờ phút này, càng hy vọng Đông Phương Ngọc Linh là một huyết mạch bình thường, cũng không đến mức bị Vĩnh Hằng thể nhìn chăm chăm, một cái bất tử khế ước, làm không tốt sẽ tạo thành một đoạn tình duyên ngàn vạn không. Diệp thần chưa đáp lời, giấy lên tiên hỏa, ôn dưỡng lò luyện đan sau đó, liền bắt đầu từng gốc cây thả ra tài liệu luyện đan, lần này luyện là tam văn đan, nhất đan ngộ một năm, đây đã là năm thứ ba. Sắc trời gần bình minh, mới thấy song đan đồng loạt xuất ra, một cái là từ phúc luyện một văn đan, một cái là diệp thần luyện tam văn đan, đều dẫn tới đan lôi xấu hổ chính là diệp thần đan lôi hoàn toàn che giấu đan lôi của từ phúc hai cái cũng không phải là cùng một cấp bậc Từ phúc sớm đã quen còn trộm là là quan trực tiếp không nhìn diệp thần tâm thần thoải mái bơi trong ngộ đan đối với đan chi áo nghĩa tìm hiểu càng sâu cùng yêu nghiệt đứng một khối luyện đan tiến bộ vẫn rất nhanh vì vậy tháng riêng lặng lẽ trôi qua tháng này diệp thần liên tiếp xuất đan mỗi một đan đều có đan lôi hàng nhạc tông là ngày ngày đều có thể nghe thấy sấm sét, ngày đêm đều có. đối với việc này, người hàng nhạc tông cũng đã sớm quen. mỗi ngày trước khi đi ngủ, nếu không nghe được một hai tiếng sấm, đều không ngủ được. ngoài ra, chính là đan thành luyện đan sư. cách năm 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 lại đến, ba ngày hai đầu đến thỉnh giáo. đa phần là lão gia hòa sẽ mang theo một tiểu tử làm không tốt, còn có thể bách diệp thần làm sư phụ. diệp thần chỉ cười trả lời, không định thu đồ đệ. cho dù như thế, vẫn có luyện đan sư tiền phó hậu kế hàng nhạc có thể nói là môn đình như thị. Hàng nhạc không bình tĩnh, đại sở cũng có chút náo nhiệt, càng nhiều người chạy tới, nói là đến tham quan, kỳ thực, là chạy tới khổng tước tộc, chuẩn xác mà nói, là chạy tới khổng tước tộc công chúa đi, rất muốn hỏi một chút thiên kiếp quan tài, còn muốn thỉnh giáo để đạo hắc nạn một chút. Thiên chỉ đích xác đi ra, nhưng cũng không có ở gia tộc, mà là tới linh đan các. Tháng riêng bế quan, nàng đã hoàn toàn phục hồi như cũ, củng cố cảnh giới, đã thành một chuẩn đế chân chính huyết mạch phục cổ kẻ trộm là cường đại tiềm tàng lực lượng cổ xưa mặc dù thu hết tiên quang cũng khó che giấu tuyệt đại phong hoa có thể thấy đạo thì quấn quanh tựa như ẩn như hiện khí tức như thế đừng nói tể nguyệt ngay cả bắc thánh nhìn cũng không khỏi xíu mày Còn người có kiêng kỵ huyết mạch phục cổ thần tàng toàn bộ mở ra đều là người mạnh mẽ hằng nhạc nhân tài xuất hiện tùy tiện chọn diệp thần ý vị thâm trường còn suy nghĩ kéo thiên trĩ nhập tử tục ngữ nói rất hay nước báo không chảy người ngoài điền, làm nàng dâu của hàng nhạc, thật tốt. Một mình ta rất tốt, thiên trĩ cười, đi bảo liên đang bên kia, tế xuất một tiêu bổn mạng nguyên thần, tầm bổ hồn phách niệm vi, nàng là nữ anh hùng. Đa tạ, trong bảo liên đăng, dường như có tiếng cười khẽ truyền ra, là của niệm vi, trong nháy mắt, liền lâm với yên lặng, chỉ là khi thì có thần trí, hoàn toàn sống lại, còn cần thời gian. Thiên trị cười, xoay người rời đi, nhìn về phía diệp thần, thiên kiếp quan tài, ngươi nhìn thế nào? Thần quan thiên kiếp hiện, đế đạo tranh hùng, khởi hành, diệp thần thâm trầm nói, mặc dù không biết chân chính hàm nghĩa, nhưng những lời này từ trong miệng hắn nói ra, đó gọi là một ý vị thâm trường. Một dấu hiệu, Bắc Thánh cùng tình nguyệt đồng thanh, từ khi nghe nói chuyện thiên kiếp quan tài, vẫn chưa hiểu rõ, nhưng những lời này, vừa nghe liền có rất nhiều thâm ý. Tự mình lĩnh hội, diệp thần lời nói chậm rãi, diễn tượng trộm, không biết còn tưởng rằng tên này thật biết ngụ ý của nó sở dĩ nói như vậy chính là đang lừa gạt người khác tam nữ trầm mặc từ phúc cũng như thế một đế đạo tranh hùng ý nghĩa phi phàm người đế đạo hắc nạn kia truyền ta diệp thần nhìn thiên trĩ cười nói ngươi một niệm vĩnh hằng kia có thể truyền ta hay không dễ nói một câu đơn giản đối trắng một tôn thánh thể nhất tộc công chúa liền khoái trá quyết định như vậy đêm yên bình và yên tĩnh trong linh đan các diệp thần đã thu luyện lò luyện đan mang theo tử hồ lô ngồi trên thềm đá bóp nát ngọc giản thiên trĩ cho bên trong niêm phong là đế đạo hắc ngạn tiên pháp về phần thiên trĩ được một niệm vĩnh hằng đã rời khỏi hằng nhạc nói đến đế đạo hắc ám rất có nghiên cứu cũng không phải nàng ngộ ra mơ hồ liền có nói là ông trời ban ân tứ càng xác thực nếu giờ phút này đi nếu đi hỏi nàng nàng cũng không biết diệp thần tâm cảnh trống rỗng tĩnh tâm tìm hiểu càng nhìn càng thổn thức đế đạo hắc ngạn đoạt thiên tạo hóa có thể nói là áo nghĩa vô cùng mặc dù chẳng qua một khắc đồng hồ hắn lại đã mới có được một chút chân lý chủ yếu nhất chính là hắn có luân hồi nhãn có thể tùy ý ra vào hắc động mà đế đạo hắc ngạn vừa vạn có liên quan đến hắc động ngộ đế đạo hắc ngạn hắn có nội tình đặc thù so với hắn thiên trĩ đã đi nên rất xấu hổ tiên pháp nhất niệm vĩnh hằng chạm đến thời gian pháp tắc nếu ở thời gian lĩnh vực không có trình độ giả vậy tìm hiểu loại tên pháp này liền không khác gì đọc thiên thư rất khó ngộ ra áo nghĩa của nó ta cũng muốn học truyền cho ta một phần nhi bắc thánh chớp chớp đôi mắt đẹp dễ nói lấy ngươi ra tiên pháp đổi diệp thần tùy ý trả lời không có cười cho ra một cái cũng có thể ha ha bắc thánh chân liền nở nụ cười có chút ngốc nghếch sau một tiếng ha hả cười lại trong nháy mắt không thấy, là đặc biệt chính quy loại cười, khô khốc, không mang theo chút tình cảm nào. Ngươi này, Diệp Thần giật giật khóe miệng. Đã cười, bí pháp, bắc thánh rưỡi tay. Ngày sau đi ra ngoài, chớ nói chuyện phiếm như vậy, dễ bị đánh, Diệp Thần vẻ mặt ý vị thâm trường, nhưng vẫn phất tay, đem bí pháp trong mắt, khóc một phần cho bắc thánh. Cái gọi là bí pháp nào đó, cũng không phải là đế đạo hắc ngạn, mà là một loại bí thuật châu người ừm cũng chính là thuật mị hoặc thêm đấy đạo hắc nạn ống nghĩa có thể giả loạn chân thật nói giỡn, một cái ha hả cười liền muốn lừa gạt bí pháp của ta nào có dễ dàng như vậy ta đây chính là dùng tiên pháp đổi lấy người tùy ý như vậy tiểu gia kia tất nhiên cũng tùy ý cái này cũng không sai biệt lắm bác thánh đắc ý cười nào thấy có phần diệp thần giơ tay lên cho tỉnh nguyệt cũng tặng một quà ngọc giản đây chính là tiên pháp hàng thật giá thật, ngoại trừ đế đạo hắc ám, còn có một niệm vĩnh hằng cùng đế đạo mờ tung, cùng với phi lôi thần quyết của hắn, đây là người nhà, hắn cũng không tiếc, về phần có thể ngộ được bao nhiêu, có thể phá được áo nghĩa trong đó hay không, vậy phải xem tề nguyệt tạo hóa. Về phần bắc thánh, vậy thì là một chuyện khác. Cô nương kia, là một người không an phận, luôn lấy hắn tìm vui vẻ, vậy phải trêu đùa một chút, ở thời đại nghỉ ngơi dưỡng sức này, không thiếu nhất, chính là người nhàn dỗi đau chứng. Mà hắn, chính là một đầu trong đó. Đa tạ, tình nguyệt thản nhiên cười, trong lòng vui sướng. Diệp thần mỉm cười thu mắt lại, còn vụng trộm liếc mắt nhìn bác thánh một cái, có thể thấy bác thánh nhíu mày, tiện như đang hoài nghi tiên pháp thật giả, luôn cảm thấy quái lạ, lại tìm không ra chỗ nào không đúng. Người xác định đây là đế đạo hắc ám, bác thánh không khỏi ghé mắt, liếc về phía diệp thần. Nếu có giả, trời đánh ngũ lôi oanh, diệp đại thiếu nghĩa chính ngôn nói, ầm ầm lời này của hắn vừa dứt liền nghe tiếng nổ vang đích xác có sấm sét càng chuẩn xác mà nói là đan lôi từ phúc xuất đan dẫn tới đan lôi thật trùng hợp không khéo để cho diệp đại thiếu bắt kịp bắc thánh đại khẽ nhíu mày nhìn lướt qua bầu trời lại lướt về phía diệp thần đừng để ý đến những chi tiết đó diệp thần thâm trầm nói một câu nói trọng tâm trường trùng hợp đây tuyệt đối là trùng hợp nhưng lời thề của hắn lại là thật không phải là trời đánh ngũ lôi anh sao đến bao nhiêu ta chiếu theo, ta chính là bị lôi một đường bổ tới. Bác Thánh bán tín bán nghi, chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục tìm hiểu. Bên này, từ phúc đã thu đan, xoa xoa tay già, điên đảo chạy tới. Diệp thần lông mày khẽ nhấc lên, từ trên xuống dưới quét lượng từ phúc, trách chỉ trách, lão hàng này cười không bình thường, sao cũng là hèn mọn. Người gặp có phần, từ phúc nháy mắt. Tinh ấm, diệp thần chợt lưỡi, vẫn là truyền bí pháp, đều là người nhà, từ Phúc vui vẻ hớn hở rời đi, tiếp tục luyện đan. So với tu tiên pháp, hắn càng coi trọng luyện đan, lần này, sở dĩ tìm Diệp Thần muốn tiên pháp là bởi vì thứ này có thể bán tiền, giá trị cũ, cũng phải thiệt thòi Diệp Thần không biết ý nghĩ của hắn, bằng không tất sẽ xúc lò luyện đan của hắn, người đại gia, bảo vật vô giá còn muốn bán. Đêm, lại rơi vào yên tĩnh. Linh đan các dưới ánh trăng, một phái bình tĩnh, Từ Phúc đang luyện đan, ba người còn lại đều ngộ đạo. Ngước mắt nhìn lại, vô luận là tình nguyệt, hoặc là bắc thánh đều nhíu mày nhưng nhíu mày này là có khác nhau như tình nguyệt nhíu mày là bởi vì tiên pháp quá huyền ảo như bắc thánh vậy thì cao lớn bị một bộ bí pháp giả chỉnh choáng váng tất cả đều nhờ diệp đại thiếu gia lấy bản lĩnh giả loạn thật thật tiểu tính muốn nói ba người hắn cũng đặc biệt là hắn bình tĩnh thong dong tiên thiên liền có nội tình hắc động bực này càng kiêm luân hồi nhãn suy đoán đối với đế đạo hắc nạn tìm hiểu đã càng thêm chân lý không biết từ khi nào mới thấy hắn đứng dậy, một bước bước ra khỏi linh đan các. Bên ngoài hàng nhà có một bãi đất trống, hắn chậm rãi định thân, khẽ nhắm mắt thi triển hắc ám đế đạo. Chợt, liền thấy mặt đất ù ù. Sau đó, phiến thiên địa này hình thái đại biến, lấy hắn làm trung tâm, phương viên 10 trượng là đất đai, ngoài 10 trượng, phương viên trăm trượng là hắc động, bên ngoài hắc động, liền lại là đất đai. Nhìn xuống bầu trời, trong mảnh hắc động kia, đất đai 10 trượng của hắn, tựa như một hòn đảo nhỏ, bị bốn phương hắc ám vây quanh, lóe ra tiên quang cực kỳ sáng mắt đây chính là đế đạo hắc ám hắc ám vô càn khôn càng không có âm dương tối đen như mực pháp tắc bên trong đều thành hư vọng thật chính là không gian hắc động sơn này có lực cắn nuốt đáng sợ sơn thạch hoa cỏ bị nó nứt trưởng không ít có người tới gần nội tình không quá thông hậu hơn phần nửa cũng sẽ bị nó hút vào giờ phút này nếu địch nhân muốn công kích hắn liền cần phải vượt qua hắc động hình vòng tròn trang trượng kia luận phòng ngự đế đạo hắc ám có thể nói là nhất thời đại này ngoại trừ mấy người có hạn ai có thể tùy ý vượt qua hắc động vượt qua hắc động kia liền không cách nào đánh trúng người thi thuật nếu không nói là đại sở đệ thập hoàng giả chính là ưu nghiệt ngắn ngủi mấy canh giờ mà thôi liền hiểu được đế đạo cấp tiên pháp thiên phú đáng sợ bệnh này có thể nói là nghịch thiên cấp so sánh với hắn tề người rất xấu hổ từ khi đắc pháp đến nay gia lông đều chưa ngộ ra mà càng lúng túng là bắc thánh cô nương kia đầu hỗn độn một mớ đã thành một nhão đồng dạng xấu hổ còn có thiên trĩ, được một niệm vĩnh hằng không sai, lại ngộ không ra. Rượu, quả thực rượu, ánh sao, Diệp Đại thiếu gia cười, cười thật vui vẻ. Đế đạo Hắc Ngạn, Diệp Thần mừng rỡ, đột nhiên nghe thấy một tiếng kinh dị, là có người đến, chính là một tuyệt đại mỹ nữ, cẩn thận nhìn một chút, cũng không phải chính là Hồng Trần Tuyết sao? Diệp Thần mở mắt, thu Đế đạo Hắc Ngạn, hùng hăng rưỡi thắt lưng. Đầu học Đế đạo Hắc Ngạn, Hồng Trần Tuyết đến gần, thần sắc khó nén chính là ngạc nhiên. Tiền bối truyền, Diệp thần cười hắc hắc. Muốn học không được. Không có hứng thú. Gặp lại, Diệp thần cười đột nhiên dừng lại, mặt thật đen, như trích tiền pháp bực này, nhưng gặp không thể cầu, ngươi lại đến không có hứng thú, vạn nam cũng tìm không ra người như ngươi. Đi đâu, cùng ta đến, hồng trần tuyết nhanh chóng đi hai bước đuổi theo, túm lấy Diệp thần liền đi, xem động tác, có chút thô lỗ cùng dồn dập dường như có việc rất khẩn cấp phải làm diệp thần khẽ nhíu mày không cần đi hỏi liền biết hồng trần xảy ra biến cố quả đúng như hắn dự liệu hồng trần tuyết khẽ nói một tiếng sư tôn ta tỉnh lại sau đó sau đó liền bắt đầu nói mộng thoại hồng trần tuyết hít sâu một hơi từ hôm qua hắn liền giống như ma kinh một lần lại một lần lặp lại tám chữ tám chữ Diệp thần không khỏi nhớ mày. Thiên hoàng địa lão, bên kia hoa nở, hồng trần tuyết nói. Cái này, lại đến thiên huyền môn, có chút náo nhiệt nói. Vẫn là rừng hoa đào kia, một đám lão gia hòa đều ở đây, đem trong rừng đá ba vòng ngoài ba vòng, vây quanh một cái xuyên thấu, hồng trần liền nằm ở trên đó, đích xác đã tỉnh, hai mắt trống rỗng thần sắc đờ độc, miệng không nhàn rỗi, lặp lại tám chữ, trời hoang đất già, bên kia hoa nở, tại sự tình huống, thì lão vuốt cầm, vẻ mặt quái dị. Phong ấn do thánh thể đại thành gieo trồng, hắn đều có thể thức tỉnh, không ít người thổn thức, khiếp sợ yêu nghiệt hồng trần, không biết dùng phương pháp gì, tự ngủ sai tỉnh lại. Nếu không, cho hắn một ít đặc sản đại sở, chúng lão không đứng đắn, ngươi một lời ta một câu, hoặc vuốt cầm, hoặc vút dâu, một nửa ý vị thâm trường, một nửa ngữ trọng tâm trường, thật sự là một đám lão thần côn. Bên cạnh, sở linh ngọc tuyệt mỹ tiên nhan đã có hắc tuyến chạy loạn từ hôm qua đến nơi này đám lão già này liền không nhàn rỗi như xem tung hứng đấm cũng đấm không đi Diệt thần đến ngưu ẩm ý rồi bỏ đám người so với lão gia hòa ở đây hắn hơi đứng đắn một chút mở tiên nhãn cắt gao nhìn chằm chằm hồng trần phong ấn đế hoang vẫn còn không có chút buông hỏng nào nhưng hắn vì mà mà tỉnh lại cũng giống như đám người thiên lão hắn cũng không khỏi líu lưỡi phong ấn đế hoang hắn đều có thể thức tỉnh ý chí trong tiềm thức này có bao nhiêu cường đại đại thành thánh thể cũng không phong bế được thiên hoàng địa lão bên kia hoa nở hồng trần còn đang nói thanh âm khàn khàn tang thương cổ xưa cũng không mang theo chút tình cảm của người thật giống như ma kinh chỉ nói tám chữ này lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác đôi mắt diệp thần hiếp lại lông mày cũng nhíu chặt bát tự này hắn có chút quen thuộc từng xem qua hình ảnh từ phúc đưa ra lúc ngủ say hắn cũng từng nói qua mộng thoại bực này cũng giống như Hồng Trần, hết lần này đến lần khác lặp lại. Hiện giờ, Hồng Trần cũng như thế, quả thực mới mẻ. Hắn có một loại cảm giác, đó chính là lục đạo lúc này, hơn phân nửa cũng đang nói chuyện trong mộng. Đích xác, lục đạo cũng giống như vậy, đâu chỉ nói mộng thoại, còn đang mộng du. Đế cơ một đường đi theo, đại mi cũng hơi lấp lánh, lấy tầm mắt của nàng, cũng nhìn không ra manh mối. Chỉ biết lục đạo ban ngày ngủ sai, ban đêm liền mộng du đi dạo, đã có mấy ngày thiên huyền môn đào hoa lâm từ diệp đại thiếu gia đến lời nói liền ngừng lại một đám đều nhìn diệp thần đều biết hàng ngày cùng hồng trần quan hệ làm không tốt biết nguyên nhân như thế nào trung quy hồng trần tuyết nhịn không được hỏi phá vỡ tĩnh mịch diệp thần bất đắc dĩ lắc đầu đạo hạnh quá nông nhìn không ra cần tìm đế hoang tiền bối vậy ngươi ra tiền bối thân ở nơi nào ta đã chờ mấy năm Diệp Thần lại lắc đầu, luôn cảm thấy Đế Hoang đang trốn hắn. Mọi người trầm mặc, thật sự không có biện pháp, chỉ đành chờ Đế Hoang. Rất nhanh, chúng lão gia hỏa lui ra trong rừng đào hoa, chỉ còn lại Diệp Thần cùng Sở Linh Ngọc hai người liền vây quanh trước giường đá, đằng lặng nhìn, hy vọng Hồng Trần có thể khôi phục thanh tỉnh. Đáng tiếc, hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Hồng Trần cũng không có điểm báo khôi phục thanh minh, lời nói không ngừng, lác đác tám chữ, hắn sườn sốt một khắc không nghỉ nói cả ngày. Mấy ngày sau hồng trần cũng như vậy như bị chồng ma chú thiên huyền môn lão chuẩn đế ngày ngày đều đến nói là đến thăm kỳ thật là đến nói nhàm thuận tiện lại tìm diệp đại thiếu đòi chút bảo bối ừm cũng chính là chân tàng bàn màn đêm lặng lẽ buông xuống ánh trăng chiếu rọi rừng hoa đào như mộng như ảo có lẽ là sợ hồng trần có biến cố thiên huyền môn lại điều tới hai tôn đế khí ra chỉ phong ấn thuận theo ngay bên kia của nhược hy, cũng thêm hai tôn đế khí sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn đêm khuya diệp đại thiếu gia lại tìm một hồi kích thích vọng lung giảng hồng trần thôi diễn này quả thực thảm thiết bị cắn trả từng ngụm ho máu sắc mặt cũng trắng bệch giờ phút này đang to hạ rừng đá quyển chuyển rụi mắt đầu óc ong ong có phương pháp liên hệ với tiền bối nhà ngươi sở linh ngọc hé miệng nói diệp đại thiếu gia không nói gì quả thực không dám há miệng sợ miệng vừa mở ra liền phun máu tươi cắn trả quá hùng mãnh thật sự thất khiếu chảy máu còn ảnh hưởng đến nguyên thần bản mạng. Cẩn thận ngẫm lại, học chu thiên diễn hóa này, thật đúng là chuyện tốt gì, hồi quy bị cán trả, còn luôn muốn thôi diễn, ai bảo hắn thân vụ thần thông nghịch thiên này, quản không được bản thân. Có phương pháp liên hệ với tiền bối nhà ngươi, lần này hỏi, chính là Hồng Trần Tuyết. Diệp thần không nói, chỉ liên tục lắc đầu. Lúc này, hai nàng đều im lặng, lặng lặng canh giữ giường đá, một người phất mặt Hồng Trần, một người tóc rối tung Hồng Trần, đều như thê tử, cũng đều nhu tình như nước người hai người có nghĩ tới nếu niên hồng trần của hắn trở về nguyên bản thời không có phải đi theo hay không yên tĩnh ngắn ngủi lại bị phá vỡ mà người nói chuyện đã đổi thành diệp đại thiếu gia sinh tử đi theo hai người nghĩ cũng không nghĩ tới liền đưa ra đáp án hỏi thế gian tình là vật gì trực tiếp dạy nhân sinh diệp thần nói xong đứng dậy còn chưa dứt lời liền lại ngồi trở về vẫn là ngồi tốt ngồi không choáng váng kỳ thật thân là gốc rễ của hồng trần hắn hiểu được lịch sử quỷ dị sớm đã thay đổi theo ý nghĩa nhất định mà nói cái gọi là thời không nguyên bản của hồng trần đã không còn tồn tại nhưng thế gian pháp tắc ảo diệu luôn có thể tránh được loại cấm kỵ nào đó lại trở về nguyên bản thời không hai đoạn thời không có thể đan xen cũng có thể song song phải xem hồng trần có thần thông như vậy hay không mà nói tốt sinh tử đi theo là cùng liều tình không khác gì phải biết rằng trừ thiên nguyên bản thời không đã không còn cơ hội lật bàn, bằng không hồng trần hai người, cũng sẽ không nghịch truyền thời không mà đến, cho nên, bọn họ trở về chính là một cái chết. Thiên hoàng địa lão, bên kia hoa nở, lời mộng của hồng trần vẫn tiếp tục như cũ. Nhưng, lần này thì khác, sau một câu này, lại có hồi âm, nhưng cẩn thận lắng nghe, cũng không phải là hồi âm, chuẩn xác mà nói, một tiếng mộng thoại khác, truyền từ bên ngoài đào hoa lâm. Đúng vậy, có người tới, cũng là một nhân tài chưa tỉnh ngủ. Hắn, không cần phải nói chính là lục đạo, cũng không phải là tự mình tới, là đế cơ sách tới, hàng tâm kia cũng đủ lớn, ngủ cũng trộm hương, từng câu mộng thoại, không hề có cảm giác bất hòa. Thật sao, lần này Hồng Trần có làm bạn, lác đác tám chữ, như một cái bát tự chân ngôn, hai người có thể nói là đồng thanh, một âm nhi cũng không kém, quả thực thần đồng bộ. Thật đúng là ứng nghiệm, Diệp thần sờ sờ cầm, cũng không có ngoài ý muốn. Đi xem Hồng Trần Tuyết cùng Sở Linh Ngọc, Thần sắc cũng có chút kỳ quái, cái này còn chưa chữa khỏi, lại tới một người, không phải người khác, hết lần này tới lần khác là lục đạo, thật đúng là hai anh em tốt. Đế cơ hơi tốt một chút, tựa như đã sớm trong dự liệu. Tiền bối, ngồi, Diệp thần lao một phen máu mũi, thật là nhiệt tình, mà máu mũi này, nên chảy vẫn là muốn chảy, ai bảo trong chân tàng bàn cũng có đế cơ, dáng người trộm bồng. Không phải thổi, đế cơ mặc dù mà quần áo, nhưng trong mắt hắn, không khác gì trần trụi nàng nào có nốt ruồi nào, diệp đại thiếu gia đều môn thanh nhi, sớm nghiên cứu hơn 800 lần. Đế cơ chưa nhúc nhích, chỉ lướt mắt một cái, từ trên xuống dưới quét liều diệp thần, người đây là thuốc bổ uống nhiều, vẫn là đang suy nghĩ chuyện tình, khí phách nghiêng nghiêng chảy máu mũi như vậy, không khỏi quá trói mắt. Người tiền bố nhà có thể, đế cơ cuối cùng thu mắt lại, còn tiện tay buông xuống lục đạo, lần này trở về đại sở, chính là tới tìm đế hoang, phải cho lục đạo xem bệnh. Đừng vội, ta cũng đang chờ diệp thần xoay người chặn lỗ mũi ai nha nha ai đã trở lại tiếng kêu gào lên lão gia hòa đều tới một đống từng đống đều không đứng đắn ánh mắt nhìn đế cơ cũng đều bốc sáng những ngày này tình nghiên cứu phiên bản chân bảo của nàng đế cơ mặt mày khẽ nhíu lại luôn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn nàng đều kỳ quái hơn nữa còn có mấy người như vậy còn chảy hai vệt máu mũi lau cũng lau không hết vẫn là chân nhân, nhìn càng đẹp mắt. Người nhỏ giọng một chút, các nương tử này cũng không dễ chọc. Có phải không, lục đạo? Các lão gia hòa tụ tập, lẩm bẩm tự cũng nhìn thấy lục đạo, ngủ chính nhang ngọt, kỳ quái chính là, cũng đang nói mộng thoại, cũng là bát tự, cùng hồng trần bình thường giống nhau. Người nói, hai người bọn họ lên giường chưa? Phục nha nhỏ giọng nói. Nghe tiếng, một đám lão gia hòa cửa, bao gồm cả diệp thần ở bên trong đều đồng loạt nhìn về phía đế cơ một đôi ánh mắt đầu là cầu chi đâu phải là chứng nhàn rỗi đau đó là đau chứng thật đêm rất yên tĩnh thực sự yên tĩnh thiên huyền môn đại giới tung hoành minh mông vô cương tắm rửa ánh trăng rực rỡ yên bình mà trăng nghiêm đây là một mảnh tiên cảnh nhân gian tăng thương cổ xưa cất giấu rất nhiều câu chuyện lâu đời con đường nhỏ trên núi một đám lão gia hòa, ai nấy đều ôm eo già khập khiễng nhìn tư thế này rất rõ ràng là bị đánh, người ra tay chính là đế cơ vong hoa tuyệt tại, một cái tát hô tới, bao gồm cả đại sở đệ thập hoàng, đều bay ra khỏi rừng đào hoa. So với bọn họ, diệp thân vẫn là sinh long hoạt hổ, đi ở phía trước, thân thể thẳng tắp, khi thì còn có thể nhìn về phía sau một cái, đều là bị đánh ra, khác biệt còn rất lớn. Vì thế, diệp đại thiếu gia trả lại cho mọi người, lần lượt phát ra bàn chân tàng. Lần này, tất cả mọi người đều có tinh thần, nếu bị đánh thì có chân tàng bàn đều tình nguyện bị đánh chết chủ yếu nhất chính là đều là bản chân tảng của đế cơ ngẫm lại đều cảm thấy kích thích diệp thần tái hiện thân đã là thiên huyền môn sâu trong một mảnh tiên trì tiểu diệp phàm và dương lam ở đó khi hắn đến hai tiểu tử kia đang ngồi xếp bằng trong tiên trì ngồi thiền tắm rửa ánh trăng sao trong trèo không rành bên cạnh đều có dị tượng huyền ảo như ẩn như hiện thiên dụ cùng thiên sát kết hợp huyết mạch bài xích cũng cộng hòa sinh ra lực lượng thần bí bọn họ đều đã khôi phục tốc độ sinh trường bình thường màu sắc non nớt còn có, chẳng qua sẽ theo năm tháng, dần dần rút đi, lúc đi ra, hơn phân nửa đã là một thiếu niên cùng thiếu nữ. Bỗng nhiên, có người hiền hóa, là một nữ tử áo trắng, chuẩn đế đỉnh phong cảnh tu vi, thật nhìn chỉ 20 tuổi, kỳ thực là một lão gia hòa, cùng thiên lão bối phân ngang vai. Những ngày này, đa tạ trưởng lão chiếu cố, Diệp thần cười nói, nữ tử ô hòa cười, như gió xuân, không nói gì nữa, tựa như không thích lời nói diệp thần chắp tay lễ cuối cùng nhìn thoáng qua yên lặng lui đi ra khỏi tiên trì hắn không đi rừng đào hoa nữa cũng không muốn bị đánh nữa đi thẳng đến thẳng nhạc linh đan cấp ban đêm yên tĩnh diệp thần đi vào không khỏi nhíu mày chỉ vì đan các lộn xộn đã thành phế tích lầu gác nhiều đã sụp đổ gạch ngói xanh nằm rải rác trên mặt đất bàn đá ghế đá nhiều ngã trái ngã phải hỗn độn một mảnh ai nhìn phản ứng đầu tiên chính là bị cướp cướp cường đạo suy nghĩ nhiều hơn diệp thần nhất thời chu thiên diễn hóa đã truy vốn quy nguyên theo hắn thôi diễn hình ảnh lúc trước chậm rãi hiện ra hắn nhìn thấy bọn tử phúc linh đan các vốn yên bình yên tĩnh nhưng không biết vì sao bắc thánh đột nhiên mở lấy đạo hắc ngạn không để ý đem chính mình nuốt vào hắc động ngay cả tề nguyệt cùng tử phúc cũng không may mắn thoát khỏi đều bị kéo vào linh đan các sở dĩ thành phế tích cũng là vài hắc động tan thường diệp thần nhìn đến sững sờ bắc thánh kia nương được giả tiên pháp đều có thể ngộ thành sự thật thật liền ngộ ra đế đạo hắc ngạn một cái bất ngờ không kịp đề phòng đều theo đó gặp tai nạn thu thần thông diệp thần theo bản năng ngước mắt lên nhìn về phía hư vô cách một cái dấu vạc hắn có thể nhìn xuyên qua hắc động vừa nhìn liền tìm người từ phúc tình nguyệt cùng bắc thánh đều ở không gian hắc động mỗi người một cái ghế nhỏ bảng tròn một hàng hai tay nâng cầm thật nhàm chán nhìn thần sắc kia thời gian đi vào đã không ngắn đều gác ở đó chờ người đến cứu đây diệp thần thổn thức thì triển đại luân hồi thiên đạo, thốn vào hắc động. Hắn hiện thân, chọc cho ánh mắt ba người sáng người. Người cuối cùng tìm tới. Diệp thần không nói gì, chỉ nhìn bác thánh, đó là từ đầu nhìn thấy chân, lại từ chân nhìn thấy đầu. Đây tuyệt đối là một nhân tài, lĩnh ngộ tiên pháp thiên phú, chân thật nghịch thiên cấp. Bác thánh nhíu mày, bị diệp đại thiếu gia nhìn chăm chăm, cả người đều không tự nhiên. Đế đạo hắc ngạn, dễ dùng không, diệp thần nở nụ cười, còn vẫn tạm được bắc thánh ho khan từ tu đạo lĩnh ngộ tiên pháp hiếm khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn lần này thật xấu hổ ngay cả chính mình cũng không biết hồ đồ liền mở đế đạo hắc ngạn nào sau khi cải tiến diệp thần rất tự giác đem chân tiên pháp nhét cho cô nương này còn cho mình tìm một lý do rất tốt cũng không muốn lại xảy ra chuyện gì loạn bắc thánh thản nhiên cười tất nhiên sẽ không cự tuyệt trong lòng còn vui vẻ không biết nếu để cho nàng biết lai lịch sẽ là tâm tình gì Diệp Thần lại thi thiên đạo, mang theo ba người, cùng nhau biến mất. Linh đan các hôm nay, đoàn không đành lòng nhìn thẳng, đặc biệt là từ phúc, trái tim đau từng đợt, một nhà tốt, bị là thành một mảnh phế tích, chờ ai chọc ai. Vì tỏ vẻ ái náy, Bắc thánh lúc này khẽ phất phất ống tay áo, để mở ra phương pháp tiểu thế giới trong cơ thể, trùng kiến linh đan các, phế tích hỗn độn, lại tái hiện phong thái ngày xưa. Từ phúc nhạc, lấy lò luyện đan, tiếp tục luyện đan. Diệp thần nhìn lướt qua Bắc thánh, cũng tế lò luyện đan, sóng mấy ngày, lại nhập ngộ đan. Bác Thánh đã ngồi xuống, lại nhìn đế đạo hắc ngạn tiên Pháp, lông mày không khỏi nhướng lên. So với nàng, tề nguyệt phá lệ tiến lên, đã khoanh chân mà ngồi, thiên phú cùng bác Thánh kém không ít, đến nay vẫn chưa có được chân lý đế đạo hắc ngạn, càng đừng nói áo nghĩa, cần rất nhiều thời gian. Tiểu nhạc xích qua, linh đan các lâm vào yên tĩnh đã trải qua. Ngày thứ 9, bác Thánh yêu nghiệt, cuối cùng cũng được đế đạo hắc ngạn chân đế, chủ yếu là tu chính là trên tiên pháp, ngộ ra áo nghĩa, không giống lúc trước, vừa ra hắc động liền gặp tai nạn. Mà thiên phú của tề nguyệt, cùng nàng thật sự không có cách nào so sánh, dùng đủ nửa tháng, mới miễn cưỡng nhập môn, 10 lần thi triển, chỉ có một hai lần thành công như vậy, phần lớn thời gian bị cán trả, thế cho nên, không thể hoàn toàn hiểu được hắc ám đế đạo, rơi vào một thân nội thương. Đêm khuya, diệp thần xuất đan, chọc tới đan lôi, tam văn đan đan. Luyện này, chính là tháng riêng. Đến tháng thứ hai, hắn mới ra khỏi linh đan các, đi thiên huyền môn, nhìn hồng trần lục đạo, hai người cũng giống như lúc trước, mộng thoại không ngừng, chỉnh ba đế cơ đều thành thói quen. Tháng thứ ba, đại sở khá náo nhiệt, có người phong vị chuẩn đế. Lần này là chư vương đại sở liệt đại, thuộc ma vương kinh diễm nhất, sau đó chính là phệ hồn vương, đều tìm cơ hội đột phá, tám rửa thiên kiếp, nghịch thiên phong chuẩn đế. Tháng thứ tư, tiểu linh oa vận mệnh chó, một chiều ngộ đạo, công đức viên mãn tiểu gia hỏa kia khi độ kiếp tặc bá đạo hóa bản thể thân thể nguy nga của phách vương long tung hoành trong hàng tỷ lôi đình nghe nói còn chọc ra một tôn đế đạo pháp tắc thân tháng 6, tinh không truyền đến tin tức hàng nhạc trưởng giáo liễu giật nghịch thiên đột phá sau đó thanh vân trưởng giáo trung ngạo cùng chính dương trưởng giáo hoa vân không phân biệt trước sau tiến giai chuẩn đế tháng thứ 9, lại là hàng nhạc nhân mặt dài tạ vân ở kiếp niết bàn năm tháng trôi qua và năm thứ ba kết thúc một năm chư thiên nhân tài xuất hiện từng người một thượng vị chuẩn đế có thể nói là phồn tinh lấp lánh cũng có hậu bối như con trai đại địa cùng thái âm thái dương chi thể cách ba ba năm ước giá đấu như lửa như lửa đánh cờ trống tương đương đến cũng không phân ra thắng bại đêm trăng tinh huy lấp lánh trên linh đan các sấm chớp vang dội có thể thấy một khỏa tam văn đan mượt mà thông thấu đang tiếp nhận lôi điện tề lễ đợi đan lôi tản đi diệp thần phất tay tiếp nhận đến lúc này hắn tam văn đan tu hành chấm dứt không nhiều không ít, vừa vặn một năm. Lại nhìn từ phúc cẩn thận, còn đang bồi hồi ở đan linh vực. Hắn ngược lại một chút cũng không vội, cố gắng chăm phát bách chúng, mới chịu đi luyện chế nhị văn linh đan, cùng diệp thần tranh lệch vẫn là có, nhưng hắn luyện đan thiên phú đủ yêu nghiệt. Ít nhất, so với đan thành đám lão gia hỏa kia tốt hơn rất nhiều. Lại một năm nữa, diệp thần vỗ phủ bụi trên người, ra khỏi linh đan các. Rừng hoa đào của thiên huyền môn, hắn tái hiện. Đập vào mắt, nhìn thấy một cảnh vô cách vô thiên đế cơ bị điều động vờ kịch đối với điều chỉnh hảo hán của hí đế cơ không cần phải nói chính là lục đạo gã này mới thật sự là nước tiểu không chỉ ở trạng thái bán ứng kiếp còn đang ở trạng thái mộng du cái gì cũng không biết lại ai cũng dám vén lên nâng cầm đế cơ cười đến mức hèn mọn một màn của tiểu đào lâm là định hình đế cơ như băng điêu thân thể cứng ngắc đến không nhúc nhích cả người đều cho cho hay nàng là ai nữ vương cái thế tàn nhân vượt qua đế kiếp ngoại trừ đế ai dám chiêu chọc hết lần này tới lần khác có người liền làm vẫn là tiểu nhất thánh vương theo lý thuyết nàng ấy nên nổi giận nên điều chỉnh một nắm tay nhà hát gửi một chuyến đi trong ngày vào không gian thế nhưng người nọ là lục đạo đế cơ dưới ánh trăng rất mê người đều bởi vì trên gương mặt chiếu ra một tia hồng hà nữ vương phong hoa tuyệt đại cũng có rụt rè cũng có nữ tử thẹn thùng đối phương là lục đạo nàng hâm mộ nhận nàng uy chấn bát hoang giờ phút này cũng thành một tiểu nữ tử. Đi xem hồng trần tuyết cùng sở linh ngọc, nửa tấm ngọc khẩu, thật lâu cũng không khép lại. Hai người các nàng, từ đầu đến cuối đều có mặt, tận mắt chứng kiến một màn lịch sử này, cho tới bây giờ chỉ thấy lục đạo ngây ngô, còn lần đầu tiên thấy hán hèn mọn như vậy, dám trêu chọc đế cơ, không phải thổi, nếu đổi lại là những người khác, sớm đã bị đế cơ một trường đánh thành cho bụi. Thế hệ ta gương mẫu, diệp đại thiếu gia thổn thức. Nếu không nói là lục đạo, hắn làm đại sự kinh thiên động địa lúc ngây ngô năm cấm khu lần được đánh hiện giờ ở trong mộng du lại trêu chọc đế cơ chóng váng cũng may thiên huyền môn lão gia hòa không có ở đây bằng không nhất định nổ nồi hồng trần tuyết cùng sở linh ngọc rất có nhãn lực kiến nhi im lặng rời khỏi mà diệp đại thiếu gia cũng rất thượng đạo trong nháy mắt không có bóng dáng hiện giờ lục đạo cùng đế cơ cùng kiếm tiên cùng tên mẫu có gì giống nhau khó có được đoạn cầu này làm sao có thể phá hủy một nửa ứng kiếp một mộng du, nên bù đắp tức núi cổ xưa nào đó. Ra ngoài sớm, nên đặt chút đặc sản, bên ngoài rừng hoa đào, Diệp thần thở dài một tiếng, rất có tình điệu nói, đang bóp cành hoa đào, thích ý ngửi mùi hoa đào. Đặc sản, còn dám nhắc tới đặc sản, Hồng Trần Tuyết đôi mắt đẹp bốc hỏa, tiến lên chính là một cước, vẫn còn nhớ rõ năm đó, một bữa cơm ăn, đem quần áo đều cởi sạch, đến nay nhớ lại, còn chưa cảm thấy hai má nóng bỏng, hết thảy đều là cái diệp thần tiện nhân ban tặng. Làm hỏng chuyện tốt của ta, còn chưa tìm ngươi tính sổ, mặt to của diệp thần cũng vô cùng đen nhánh, bữa cơm kia là vì sở hơn tỉ mỉ chuẩn bị, bị hồng trần tuyết quấy đến dối tinh dối mù. Cho vợ mình hợp hoan tán, còn muốn không biết xấu hổ. Có nên không biết xấu hổ tạm thời không nói, đó là chuyện của hai vợ chồng ta, lại không ép ngươi ăn, nếu không phải bữa cơm kia, ngươi cùng hồng trần cũng không lên giường được, được tiện nghi còn khoe khoang. Ngươi! Khụ khụ, sở linh ngọc ho một tiếng, ngăn cản hai người mắng chiến. Đừng nói, nàng ho một cái, diệt thần cùng hồng trần tuyết thật sự liền yên tĩnh. Nếu nói xấu hổ nhất, vẫn là sở linh ngọc, nàng mới là thê tử của hồng trần, mà ngày đó, đánh đàn chính là nàng, mà cái gì đó, lại là hồng trần cùng hồng trần tuyết, hình ảnh trộm hương, diễm, diệp đại thiếu ra một trò khôi hài, làm cho thê tử hồng trần của nàng, xấu hổ mấy trăm năm. Mà giờ phút này, chàng diện cũng đã từng lúng túng. Hồng Trần Tuyết đã quay lưng lại, đừng nói hai má, toàn bộ thân thể đều nóng bỏng nóng bỏng. Tiên nhan của Sở Linh Ngọc cũng trong nháy mắt đỏ thấu. Về phần Diệp Đại thiếu gia, không còn cần mặt mũi, chuyện tốt bị quấy vàng, tìm ai nói lý lẽ, cơ hội tốt biết bao, bị một người nữ tử tên Hồng Trần Tuyết chỉnh đốn ào ào. Ôi, ôi. Sau một thời gian dài yên tĩnh, bầu không khí xấu hổ, cuối cùng một tiếng kêu thảm thiết bị phá vỡ tiếng kêu thảm thiết này trượt vừa nghe khí phách nghiêng nghiêng cẩn thận nghe còn mang theo khí vương bát người có thể gào thét ra một tiếng này cả chư thiên cũng chỉ có lục đạo vị thần nhân kia diệp đại thiếu gia chân tê dại nhất trượt khói chạy vào rừng đào hoa đáng tiếc chân hắn vẫn chậm lại đợi đến chỗ sâu nhất lục đạo đã nằm sấp trên mặt đất bảng chính chỉnh lại một chữ lớn là bị người đánh ngất xỉu mà đế cơ quần áo hơi có chút lộn xộn hai má tuyệt mỹ đã đỏ thấu kia phản chiếu ánh trăng sáng bóng, thật là mê người. Thời gian não bổ đến, chuyện này Diệp Thần am hiểu nhất. Không cần đi hỏi, liền biết lục đạo muốn cởi áo đế cơ, cái gì không thành. Xong việc, bị đánh. Hồng Trần Tuyết cùng Sở Linh Ngọc cũng đến, thấy hình ảnh này cũng đều có chức năng não bổ. Thiên hoàng địa lão, bên kia hoa nở. Lục đạo tuy nằm, nhưng miệng không nhàn rỗi, còn cẩn thận nói mộng thoại. Nói về tầm quan trọng của đặc sản, Diệp Thần ngữ trọng tâm trường đạo, dứt lời đế cơ liền giơ ngọc thủ lên cố gắng một trưởng hô qua đánh cho diệp thần thành ngu ngốc đừng tưởng rằng nhỏ giọng nói lão nương liền không nghe được ta đường đường đế cơ chưa bao giờ mất mặt như vậy vậy phải tìm người chúc giận để che giấu tư thái thẹn thùng của nàng một chút nhưng không đợi nàng ra tay liền thấy có người tiến vào đây là người nói chuyện chính là tử huyên liên bộ nhẹ nhàng uyển chuyển đã chậm rãi dừng chân ngạc nhiên nhìn một màn này ba nam ba nữ ba nữ dung nhan tuyệt thế, hai má ửng hồng, ba nam bộ dạng giống nhau như đúc, trong đó hai người, một người nằm ở trên giường, hoa văn không mang theo, một người nằm sấp trên mặt đất, người duy nhất còn đứng, cũng sắp bị đánh nằm sấp. Tàn hồn của nữ đế, giờ phút này cũng có chút bịt mắt, hơn nửa đêm, tiểu đào hoa lâm này diễn ra một đoạn cầu như thế nào, nên đến trễ, bỏ lỡ bàn dạo đầu. Vấn đề của nàng, tất nhiên là không có người trả lời, ai dám nói, trừ phi, có thể khiêng được đế cơ một trường, hoặc là không sợ vũ trụ một ngày du lịch, lại chính là trên mệnh quá dài. Diệp thần rất cơ trí, một cái thuấn thân đi tới phía sau tử huyên, nữ đế tàn hồn tuyệt đối là một lá chắn tốt, đế cơ cũng không dám đánh nàng, tính tình đế hoang cũng không tốt lắm. Đế hoang tiền bối có thể tới rồi, sở linh ngào không nhìn diệp thần, chỉ nhìn tử huyên. Tất nhiên là tới rồi, tử huyên khẽ nói cười. Lời này khiến cho đôi mắt ba nàng đều sáng lên, đợi một năm, cuối cùng cũng trở tới chỉ là một màn kế tiếp làm cho tam nữ thậm chí diệp thần đều sửng sốt đế hoang là tới cũng không phải đi tới là tử huyên mang tới bị phong ở trong một phó pháp khí sau khi được mời ra treo ở giữa không trung ở trạng thái ngủ say cái này diệp thần kinh dị hồng trần tuyết cùng sở linh ngọc cũng đầy mắt nghi hoặc bị cắn trả đế cơ bình tĩnh nhất đôi mắt đẹp híp lại một chút nhìn về phía tử huyên như đạo hữu nhìn thấy tử huyên hít sâu một hơi phải xác định đáp án mọi người ở đây đều kinh hãi đây chính là đế hoang một tôn đại thành thánh thể từng độc chiến chiến ngũ đế chiến thần cán trả đáng sợ như vậy lại khiến hắn chìm trong giấc ngủ tử huyên không nói chỉ ghé mắt nhìn diệp thần